Chào các bạn, hôm nay mình là Soccer Natsumi đây. Lâu rồi mình không làm video về Minecraft. Hôm nay mình sẽ làm lại và video này sẽ nói về một tiểu biển trong Minecraft phiên bản 1.2.20.1. Giờ mình sẽ tạo một map mới nha. Mình sẽ nói về sự nổi loạn của đồ vật, tức là đồ vật sẽ không hiền, nhưng mà khi mà sẽ đánh giết chết thật là, ví dụ như mình lấy mồn gà bò lợn và kiều đấy, các bạn thấy rất là nhé. Các bạn nghĩ bình thường là Iron Golem sẽ không đánh ngựa dân làng không? Nhưng lần này bạn ấy nhìn này. Đó, các bạn có thấy điều gì đã xảy ra không? Iron Golem đánh người, đánh dân làng. Và đây mình thử lấy một con bò. Đây bò nấm nhé. Và heo nữa. Đây. Heo. Đây. Đây. Chuột. Đây, bò nấm luôn. Đó, nó đang đánh dân làng này. Nhưng lại người khác lại đánh. Và gần như dân làng ở đây đã chết. Gà giết người ấy, các bạn thấy hay không? Gà tuy nhỏ nhưng có võ. Đó, đó thằng là tránh chết rồi. Đấy gà. Kiều giết người Reaper xem.
YouTuber bình thường là không đánh dân làng đúng không? Đấy, đấy mình chỉnh lại biết sư phụ cái gì đã. Đây các bạn nhìn nha. Hello. Nhìn nhầm. Nói chuyện đánh người đấy. Bây giờ sẽ đến mỏ. Các con vật, các con thú trong này sẽ đánh người. Đó, các bạn thấy hay không? Thôi chào bạn, video của mình đến đây kết thúc. À không, à đợi đi, mình còn hướng dẫn cho các bạn lấy thanh kiếm 132 đam bằng một cờ bê master. Đầu tiên các bạn tạo một map xong, các bạn vào một cờ bê master, các bạn bấm nút chơi. Vừa các bạn tạo một map xong, các bạn vào khi nào vào đường map các bạn bấm vào bùa mê rồi chọn cái kiếm kim cương. Xong các bạn bật bạn bật cấp Minecraft lên rồi bắt các bạn thêm đây 132 đam. Mình sẽ thử chém một con bò xem đây, và nó sẽ ra luôn thịt chín, không phải thịt sống ở đâu, vẫn là thịt sống. Bạn đánh ngựa rồi. Đây, nếu mà các bạn chém trúng thì nó sẽ ra thịt sống nhưng không ạ, ra thịt chín nhưng không phải thịt sống, các bạn đỡ phải nung nữa. Và cả cái cúp này nữa, nó sẽ đào nhanh hơn. Đây, riêng cái gì mà mình thấy ấn tượng nhất, nó bằng 131 đam và nó đập nhanh rất nhanh luôn. Đập được cả đá. Đấy, mắc bá đạo. Trời, ngầu quá. Thấy các bạn thấy chưa, nó rất là hay luôn. Thôi video của mình đến đây kết thúc, xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở các video lần sau.